Bàn thắng của Mbappe là vụ bê bối lớn nhất kể từ khi va ra đời báo chí Tây Ban Nha đã nổi giận công kích trọng tài chính Anthony Taylor và tổ trọng tài va sau khi công nhận bàn thắng việt vị của Mbappe. Trong trận Pháp đánh bại Tây Ban Nha 2-1 ở trận chung kết UEFA Nations League, chỉ vài phút sau khi trận đấu trên kết thúc, báo chí và các kênh truyền hình Tây Ban Nha đã đồng loạt đưa ra những hình ảnh, video để chứng minh tiền đạo Kylian Mbappe của tuyển Pháp đã rơi vào thế việt vị trước khi sút tung lưới thủ môn Unai Simon, Tây Ban Nha. Sự tức giận tập thể này là bởi đó là bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 80 và mang về chức vô địch UEFA Nations League cho đội tuyển Pháp. Bình luận viên Keitano Ross của đài phát thanh Tây Ban Nha Onda Cero bình luận, điều này đi ngược lại bản chất của bóng đá. Đó là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá kể từ sau World Cup 1966. Tổng biên tập Thomas Roncero của báo thể thao Diario S cũng hết sức bức xúc. Chúng tôi đã thất bại ở Nations League vì một hành động vô lý và một va vô lý. Mbappe đã việt vị bàn thắng không hợp lệ và đã quyết định chức vô địch trọng tài người tây ban nha ituaro cũng khẳng định tiền đạo trẻ mbappe đã việt vị đối với tôi tất nhiên là việt vị trong pha quay chậm lại người ta không thấy eric garcia chạm vào bóng và điều đó có nghĩa là mbappe đã việt vị hoàn toàn Anduza oliver cựu trọng tài người tây ban nha nhận định đó là một tình huống việt vị không có gì phải nghi ngờ nữa cả eduardo garcia bình luận viên kênh onda cero nhận xét rất nặng nề bàn thắng không bị hủy là một trong những điều xấu hổ nhất trong lịch sử của va đó là sai lầm lớn nhất kể từ khi va ra đời đó là lỗi việt vị phải được trợ lý ra hiệu không phải bởi va